chương 471. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tải áp để nghe trọn bộ. Lại nói chuyện thêm một lúc, quách đầu mục vội vàng rời đi. Lâm Bắc Phàm nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, cười bảo. Giả trang rất giống đấy. Bất tri bất giác lại qua một ngày. Hôm ấy là mùng 7, là ngày mà dạ lai hương ra tay. Cho dù Lâm Bắc Phàm không chuẩn bị gì nhưng toàn bộ kinh thành đều khẩn trương hết cả lên, mọi người vô cùng chú ý đến một đêm này muốn xem rốt cuộc triều đình bảo vệ được viên minh châu bảy màu hay là bị dạ lai hương trọng mất triều đình và dạ lai hương rốt cuộc là ai thắng ai thua hoặc là nói lâm bắc phàm và dạ lai hương rốt cuộc là ai thắng ai thua trước sự mong đợi của mọi người cuối cùng màn đêm cũng buông xuống lâm bắc phàm người đang được mọi người chú ý đến không trở lại lâm phủ mà tới thẳng thiên lao hắn yêu cầu cho mình vào ở tầng nhà giam cuối cùng trong đó Chuyện này nhanh chóng được lan truyền tới triều đình, bách quan kinh ngạc không thôi, ai cũng phải bật ngón tay cái với hắn. Hành động này của phủ doãn đại nhân đúng là cao tay thật đấy. Thiên lao là nơi giam giữ những kẻ phạm tội tây trời, canh phòng nghiêm ngặt vô cùng, một cây kim cũng không lọc vô nổi. Nhất là tầng cuối cùng của thiên lao, ở đó được xây dựng rất tinh vi, phòng giam kiên cố, trừ khi có thực lực mạnh như tông sư, bằng không người bình thường đã vào rồi thì không bao giờ ra được đây là nơi nguy hiểm nhất và cũng là nơi an toàn nhất của đại võ đạo sư dạ lai hương muốn trọng viên minh châu bảy màu từ trong thiên lao thì đúng là khó như lên trời chỉ cần không chú ý một chút thôi là sẽ bị nhốt lại bên trong ngay lâm đại nhân ở trong đó một buổi tối chắc chắn có thể bình chân như vậy rồi nữ đế đang ở trong hoàng cung cũng biết được tin tức này nàng lắc đầu cười nói kế sách này của ái khanh đúng là rất được song đâu cần phải phiền phức như thế ngươi chỉ cần thể hiện thực lực của mình ra là dạ lai hương có chạy đằng trời cũng không thoát được lúc bấy giờ ở tầng cuối cùng trong thiên lao một đám lính canh đang nhanh chóng thu dọn phòng giam bọn họ quét dọn tất cả những thứ lung tung từ bên trong ra ngoài trải chăn bông và gối đầu sau đó còn đốt thêm một chậu thang cho lâm bắc phàm sưởi ấm thấy phòng giam đã sạch sẽ lâm bắc phàm bèn phất tay được rồi các ngươi có thể ra ngoài rồi không có lệnh của bản quan thì không ai được vào không được mở phòng giam biết chưa Vân thưa phủ doãn đại nhân đám lính canh bèn lui ra sau khi không còn một ai lâm bắt phạm bèn ngồi xếp bằng trên giường bên trên đó còn có một chiếc bàn nhỏ trên bàn bày rượu thơm lạc tiếp đó hắn vừa ăn lạc vừa uống rượu còn đọc cả sách trong thư thái vô cùng dẫu có ngồi thiên lao thì hắn vẫn biết cách để hưởng thụ thời gian từng phút trôi qua thiên lao yên ắng vô cùng. Thỉnh thoảng lại có những tiếng củi cháy lóp đốp từ chậu thang, sắc lửa màu đỏ làm ấm áp cả căn phòng. Đúng lúc ấy, trong phòng giam xuất hiện một đám người. Có một nữ tử mặt long bào đứng ở giữa, trông nghiêm nghị vô cùng. Bọn lính canh trông thấy thì hốt hoảng, vội vã hành lễ. Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nữ đế nói, giọng nàng uy nghiêm. Không cần đa lễ, đứng lên đi tạ bệ hạ bọn lính canh đáp nghe nói để bảo vệ bảo vật quốc gia là viên minh châu bảy màu mà lâm ái khanh đã tự nhốt mình trong thiên lao tình nguyện chịu khổ song trẫm lại không nở thế nên mới đặc biệt tới thăm hắn mở cửa phòng giam ra nữ đế nói vâng thưa bệ hạ không một ai dám trái lời thế là cửa phòng giam được mở ra nữ đế dẫn đầu đoàn người bước vào vượt qua từng lớp chướng ngại vật nữ đế tới được tầng cuối cùng trong thiên lao và gặp được lâm bắc phàm lâm bắc phàm thấy nữ đế tới bèn vội vã nhảy xuống giường chắp tay nói vi thần tham kiến bệ hạ nữ đế cười ái khanh miễn lễ giữa trẫm với ngươi không cần khách khí như vậy tạ bệ hạ lâm bắc phàm ngẩng đầu nghi hoặc nói bệ hạ sao bệ hạ lại tới vậy trẫm nghe nói Ái Khanh đã tự vào thiên lao lạnh lẽo này để bảo vệ bảo vật quốc gia. Nữ đế liếc nhìn xung quanh, vẻ đau lòng hiện rõ trên mặt. Ái Khanh, thiệt thòi cho ngươi rồi. Bệ hạ, đây là bổn phận của thần, thần không thấy vất vả. Lâm Bắc Phàm nói một cách oai phong lẫm liệt. Nữ đế hơ tay. Mở cửa phòng giam ra, trẫm muốn nói chuyện với Lâm Ái Khanh. Vâng thưa bệ hạ. Lính canh đáp. Khoan đã, đừng mở cửa vội. Lâm Bắc Phạm nói. Tại sao hạ ái khanh? Nữ đế lấy làm lạ. Thần nghe nói cái tên dạ lai hương kia rất giỏi cải trang, hắn ta có thể bắt chước bất cứ một ai, đạt đến trình độ khó phân biệt là nam hay là nữ. Lâm Bắc Phạm cảnh giác nói. Đêm nay là lúc hắn ta hành động, hành động này của bệ hạ có chút không thỏa đáng nên vi thần muốn hỏi bệ hạ vài câu để phân biệt thật giả, mong bệ hạ hiểu cho nữ đế mỉm cười, gật đầu và đáp. Ái Khanh đã cảnh giác như vậy thì trẫm cũng được an ủi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 472 Bắt được đạo sư Tải áp để nghe trọn bộ Tạ bệ hạ đã thông cảm Xin hỏi bệ hạ, sinh nhật vị hoàng đế thứ ba của đại võ là bao nhiêu? Nữ đế trả lời không hề do dự ngày ít tháng ít năm hai bốn đại võ, xin hỏi nữ đế, võ anh đế, hoàng đế thứ tư của đại võ đã đạt được thành tựu gì trong khoảng thời gian nào? Nữ đế lập tức trả lời. Lúc lên ngôi võ anh tiên tổ đã từng làm, tiếp đó, Lâm Bắc Phàm lại hỏi thêm mấy câu mà người trong hoàng gia mới biết. Có hai câu hỏi vô cùng khó, rất nhiều người đều không biết xong nữ đế đều có thể trả lời được. Sau khi hỏi xong, Lâm Bắc Phàm hành lễ. Ban nãy vi thần đã mạo phạm, mong bệ hạ trách tội. Nữ đế khẽ cười. Ái khanh, trẫm không trách ngươi, kẻ không biết không có tội. Đa tạ bệ hạ đã tha thứ, còn không mau mở cửa phòng giam. Lâm Bắc Phạm nói. Vân thưa phủ doãn đại nhân. Thế là cửa phòng giam được mở ra, nữ đế thông dông bước vào, trông thấy Lâm Bắc Phạm sưởi ấm, còn vừa uống rượu vừa ăn lạc, nàng lập tức bật cười. Ái khanh, ngươi biết hưởng thụ thật đấy. Lâm Bắc Phàm khẽ cười. Dù sao thì cũng không phải ngồi nhà lao thật mà. Ngươi nói cũng phải. Nữ đế phất tay. Các ngươi lui xuống đi, chẳng muốn nói chuyện riêng với Lâm Ái Khanh. Vâng thưa bệ hạ. Mọi người bèn lui xuống. Bệ hạ, xin hỏi bệ hạ muốn nói với thần chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Chuyện Trẫm muốn nói với ngươi là, nữ đế phất tay, một luồng khói xanh tỏa ra từ tay áo, lâm bắc phàm ngửi xong bèn mơ mơ màng màng rồi ngã xuống nữ đế lập tức lục soát người hắn lục thấy viên minh châu bảy màu xong bèn cười ha ha lấy được dễ dàng quá tiếng cười này không phải tiếng cười của nữ đế mà là của một nam tử xa lạ rất rõ ràng hắn ta chính là dạ lai hương mục đích tới đây của hắn ta là lấy viên minh châu bảy màu việc đã làm xong nữ đế chẳng thèm quan tâm đến lâm bắc phàm đang nằm trên mặt đất nữa hắn ta rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra tuy nhiên đúng lúc ấy bỗng có một cánh cửa thép cực lớn rơi xuống lối đi nữ đế thầm than một tiếng không hay rồi thi triển khinh công tuyệt đỉnh của mình định trốn thoát trước khi cánh cửa rơi hẳn xuống thế nhưng cuối cùng hắn ta vẫn chậm mất một bước quỳnh cánh cửa đã hạ xuống và chặn đứng lối đi tiếp đó cánh cửa thiên lao phía sau hắn ta cũng bị khóa lại hắn ta quay đầu nhìn trông thấy Lâm Bắc Phạm vốn đang hôn mê bất tỉnh giờ đây lại cực kỳ tỉnh táo, chính hắn là người đã khóa cửa thiên lao lại. Cứ thế, nữ đế bị nhốt bên lối đi, không ra được mà cũng chẳng lùi lại được. Bên ngoài truyền tới những tiếng bước chân, bọn lính canh gu vào. Lâm Bắc Phạm đứng ở một bên vừa cười vừa nói. Dạ Lai Hương, bản quan đợi ngươi đã lâu rồi. Lần này để xem ngươi trốn kiểu gì. Nữ đế kinh ngạc ngươi đã trúng mê điệp hương của ta rồi mà sao vẫn còn tỉnh táo lâm bắc phàm cười một cách thần bí bởi vì bản quan đã có chuẩn bị từ trước hừ cái tên quan chó má nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy bản công tử xem thường ngươi rồi nữ đế hừ một tiếng rồi nói hắn ta giơ tay kéo hoàng bào khoác trên người bèn rơi xuống da mặt hắn ta cũng đã đổi giờ hắn ta là một nam tử xa lạ một mái tóc màu đen ngũ quan nghiêm nghị mặt mũi sáng sủa trên người hắn ta khoác bạch y đến giày cũng màu trắng trông như không vương bụi trần anh tuấn phi phàm trời thì lạnh mà hắn ta vẫn cầm quạt giấy trông có vẻ như đang làm màu a à, đạo sư dạ lai hương mọi người kinh ngạc không sai bản công tử chính là dạ lai hương nam tử xa là kia nói đầy kiêu ngạo lâm bắc Phạm trong dáng vẻ anh tuấn của đối phương hắn tiếc núi nói một người tốt như thế cớ sao lại đi làm trộm? Dạ Lai Hương đứng thẳng, hắn ta đang chuẩn bị nói dăm ba câu lợi hại thì Lâm Bắc Phàm lại bảo. Với tư sắc này của ngươi thì đi, bán mình, còn lo không kiếm được tiền hay sao, cần gì phải đi làm trộm như thế này? Dạ Lai Hương tức đến phát ruông. Im miệng. Ngươi làm quan triều đình mà lại nói năng tục tiểu, bôi nhọ bản công tử. Lâm Bắc Phàm hừ một tiếng, đoạn bảo vẫn còn giả bộ thanh cao hả trộm chính là trộm đối phó với mấy tên trộm thì cần gì phải khách sáo những kẻ bán mình người ta còn nộp thuế theo quy định của pháp luật cao thượng hơn ngươi nhiều nhé sắc mặt dạ lai hương khó coi vô cùng hắn ta nhìn dáng vẻ đắc ý của lâm bắc phàm phất quạt nói hừ xem ra ngươi rất đắc ý ngươi tưởng như vậy là đã có thể nhốt bản công tử được sao lâm bắc phàm giơ tay mời ngươi có thể thử xem. Dạ Lai Hương là một cao thủ tiên thiên tứ phẩm, chỉ thấy chân khí tiên thiên ngưng tụ quanh người hắn ta và biến thành kiếm khí, sau đó thì chém lên cánh cửa. Cánh cửa thép vang lên những tiếng ầm ầm, song trên đó chẳng có dấu vết nào và hoàn toàn không bị tổn hại. Lâm Bắc Phạm lắc đầu. Không có tác dụng gì đâu. Cánh cửa thép này là chuẩn bị cho loại người như các ngươi đấy, nó được làm từ thép đặc biệt, kiên cố vô cùng dù ngươi có chân khí tiên thiên thì cũng không thể phá vỡ được nó. Mà ngươi có phá vỡ thì cũng không sao, bên ngoài còn mấy lớp cửa nửa cơ, để xem ngươi có thể phá vỡ được bao nhiêu. Sắc mặt dạ lai hương lại càng khó coi hơn nữa. À đúng rồi, quên mất không nói với ngươi, viên minh châu bảy màu trên tay ngươi là giả đấy. Lâm Bắc Phàm lại bảo. Dạ lai hương kinh ngạc. Sao lại là giả? Nói đoạn hắn lôi viên minh châu bảy màu ra, trong nó long lanh, trong suốt, sáng chói, hoàn toàn không giống một thứ phẩm. Đồ thật vẫn còn trong tay ta. Lâm Bắc Phàm cũng lôi một viên minh châu bảy màu ra, hắn cười. Viên đó của ngươi đã được bản quan cho người làm bằng thủy tinh, có giống không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 473 Không biết xử lý thế nào? Tải áp để nghe trọn bộ. Dạ Lai Hương nhìn viên minh châu bảy màu trên tay Lâm Bắc Phàm, phát hiện viên của hắn sáng hơn, có linh khí hơn. Cái nào là thật cái nào là giả, nhìn cái là biết luôn. Đáng chết. Sắc mặt dạ lai hương trầm xuống, hắn ta siết vỡ viên minh châu giả trong tay. Được rồi, chuyện này đã kết thúc, bản quan về nghỉ ngơi đây, chúc ngươi có một giấc mơ đẹp. Lâm Bắc phàm phủi mông rời đi. Chuyện này nhanh chóng được lan truyền tới Hoàng Cung và khắp thành. Đại đạo giả dạ Lai Hương đã bị phủ doãn đại nhân bắt được rồi. Nghe đâu phủ doãn đại nhân lấy thân mình để dụ địch, vào ở thiên lao để dụ Dạ Lai Hương tới, sau đó bắt người luôn. Giờ Dạ Lai Hương đang bị nhốt trong thiên lao, không ra ngoài được nữa. Ha ha. Dạ Lai Hương thất thủ rồi cơ đấy, còn thất thủ dưới tay đại võ ta nữa chứ. Đây đúng là một chuyện thần kỳ mà. Đó người ta gọi là chó cắn người không phải tinh nóng, người cắn chó mới là tinh nóng. Từ khi đạo sư Dạ Lai Hương hành động đến nay chưa từng bị thất thủ, đây đúng là một truyền kỳ trong giới trọng cách. Còn hiện giờ hắn ta lại bại dưới tay Lâm Bắc Phạm một quan văn sức trói gà chẳng chặt, chuyện này lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Buổi chiều sớm ngày hôm sau, nữ đế vô cùng vui vẻ. Lâm Ái Khanh, tối hôm qua ngươi không chỉ bảo vệ được viên minh châu Bảy Màu mà còn bắt được Dạ Lai Hương, nhốt hắn ta bên trong thiên lao, bảo vệ sự uy nghiêm của triều đình ta trẫm vô cùng vui lâm bắc phàm bình tĩnh nói đa tạ bệ hạ đã khen vi thần không dám nhận công lao này của ngươi phải ghi lại hiện giờ còn có một việc quan trọng cần phải xử lý gấp nữ đế nói xử lý dạ lai hương thế nào đây binh bộ thượng thư giận đùng đùng nói bệ hạ dạ lai hương đã dám trọng viên minh châu bảy màu của triều đình ta thì chính là mạo phạm đến uy danh của triều đình cứ giết luôn hắn ta để làm gương. Tán Thành. Thần Tán Thành. Một đám quan viên lập tức nói theo. Với những tên giặc cướp như thế này thì giết chính là cách tiện nhất. Có một quan viên do dự nói. Nhưng mà Dạ Lai Hương sở hữu thực lực hàng tứ phẩm rất bất phàm đấy, cộng thêm khinh công tuyệt diệu, muốn giết hắn ta đâu có dễ. Hơn nửa giờ chúng ta chỉ mới nhốt được hắn ta mà thôi, binh bộ thượng thư lớn giọng nói. Mong hãy giết hắn ta à." Mọi người đều gật đầu. Đúng lúc ấy, có một cẩm y vệ vội vã và chạy vào báo mật tin. Nữ đế xem mật tin xong, sắc mặt trở nên khó coi. "Các vị ái khanh, không thể giết Dạ Lai Hương." "Bệ hạ, tại sao lại như vậy?" Nữ đế trầm giọng nói. Trẫm vừa mới nhận được thông tin, thực ra Dạ Lai Hương là đồ đệ của một vị tông sư nếu chúng ta giết hắn ta thì e sẽ khiến vị tông sư kia điên cuồng và muốn báo thù. Mọi người lập tức kinh hãi. Chuyện này, chuyện này có liên quan đến tông sư thì không còn đơn giản nữa. Nếu chọc đến tông sư khiến người đó đến phá hoại thì chẳng có quốc gia nào chịu nổi đâu. Các vị ái khanh có kế sách gì không? Nữ đế hỏi, bách quan động loạt lắc đầu. Chắc chắn là không thể giết người được rồi, cứ tiếp tục nhốt nhất định sẽ có vấn đề nhưng nếu thả hắn ta ra thì uy nghiêm của triều đình biết để vào đâu. Chuyện này đúng là một củ khoai nóng bỏng tay. Lúc ấy, Lâm Bắc Phạm đứng ra nói. Bệ hạ, mong bệ hạ hãy giao chuyện này cho vi thần. Nữ đế khẽ nhướng mày. Tên này bình thường không có lời thì sẽ không làm, trên triều đình thì hay trọng lười biếng. hôm nay lại tích cực chủ động tìm việc cho mình, hắn có mưu đồ gì à? Có điều nếu hắn đã chủ động thì nữ đế cũng vui, nàng cười. Ái Khanh không hổ là trụ cột quốc gia. Nếu ngươi đã tích cực như vậy thì trẫm sẽ giao chuyện này cho ngươi, hy vọng ngươi đừng làm trẫm thất vọng. Tạ bệ hạ. Lâm Bắc Phàm lớn giọng nói. Thế là mớ phiền phức này đã thuộc về Lâm Bắc Phàm, tâm trạng của nữ đế cũng thoải mái hơn, nàng hỏi. Ái Khanh, ngươi định làm thế nào? Bẩm bệ hạ, nếu đã không giết được dạ lai hương thì vi thần định khuyên hắn ta hoàng lương làm người tốt lâm bắc phàm khẽ cười đối phương có thực lực cao cường khinh công tuyệt diệu lại còn giỏi đạo thuật đức thiên phủ của thần đúng lúc cận một nhân tài nếu hắn ta thay đổi làm việc cho triều đình thì ấy chẳng phải là một chuyện tốt hay sao nữ đế kinh ngạc bách quan cũng vậy hắn muốn dạ lai hương quay đầu là bờ ư đúng là một cách to gan thôi xin người ta là một đại đạo nước danh thiên hạ đấy đằng sau hắn ta còn có tông sư chống lưng ngươi nghĩ hắn ta sẽ cúi đầu sao? Chuyện này liệu có thành công được không? Nữ đế hơi lo. Sự thành tại người, vi thần cứ thử đã, dù sao hiện giờ cũng không còn cách nào tốt hơn nữa. Lâm Bắc Phạm chắp tay nói. Cũng phải. Chuyện này giao cho Ái Khanh, nếu làm tốt thì coi như ngươi lập đại công. Nữ đế hứa. Tạ bệ hạ. Lâm Bắc Phạm lớn giọng nói. Tiếp đó, hắn tới thiên lao theo lệnh của nữ đế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 474 Tra tấn Tải áp để nghe trọn bộ. Lúc bấy giờ trong thiên lao có binh lính canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Để nhốt đại đạo dạ lai hương, triều đình đã cử năm vị tiên thiên và 5.000 binh lính thay phiên nhau canh gác, song vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Phải biết rằng hồi đầu để bắt được dạ lai hương, đại hạ hoàng triều đã cử gần 20 vạn binh lính, khoảng 10 vị tiên thiên, thêm hai vị tông sư nữa mà vẫn không bắt được. Dạ lai hương trọng mất bảo vật của bọn họ còn rời đi rất thông thả, khiến đại hạ hoàng triều biến thành một trò cười. Hiện giờ mặc dù đã nhốt được hắn ta xong không thể ý vào việc đó mà lơ là. Lâm Bắc Phàm băng qua từng lớp tường người và cửa, một lần nữa đến nơi sâu nhất trong thiên lao và gặp được dạ lai hương. Một buổi tối đã trôi qua nhưng trong hắn ta không thay đổi gì cả, chỉ có sắc mặt là vẫn khó coi như thế. Trong thấy Lâm Bắc Phạm tới, hắn ta nói. Ngươi tới làm gì? Lâm Bắc Phạm hiếp mắt cười. Mới nãy bản quan lại lập được một đại công nên tâm trạng rất tốt, đặc biệt tới thăm. Thấy sắc mặt ngươi vẫn khó coi thế kia thì ta yên tâm rồi. Mặt dạ lai hương xanh mét. Tiểu nhân đắc ý, diễu võ dương oai. Hừ đó là điều đương nhiên. Đạo soái dạ lai hương lừng danh thiên hạ bị bắt trong tay bản quan, bản quan không vui sao được. Lâm Bắc Phạm cười ha ha. Dạ lai hương nghe mà nhức tai vô cùng, hắn ta quát. Ngươi đừng có mà đắc ý, sớm muộn gì bản công tử cũng thoát được ra ngoài. Đợi đến ngày ta thoát ra thì ngươi sẽ xong đời. Ôi chao, bị nhốt rồi mà vẫn huên hoang quá nhỉ. Lâm Bắc Phạm phất tay. Người đâu, bắn tên vù 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 tên bắn ra như mưa thế nhưng dạ lai hương chỉ nhẹ nhàng di chuyển quạt là đã có thể chặn tất thảy mũi tên hắn ta đắc ý nói có chiêu gì thì cứ việc dùng bản công tử tiếp hết lâm bắc phàm vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi ta sống hai mươi năm nay chưa từng thấy ai đưa ra yêu cầu như ngươi cả hắn lại phất tay ngươi đâu lấy dạ hương chiêu đãi dạ lai hương công tử dạ lai hương đậu má thế là bọn lính canh bèn đưa một xe phân cực kỳ nặng mùi tới. Lâm Bắc Phàm bịt mũi, châu mày nói. Cái mùi này ghê quá. Bọn lính canh cũng cúi đầu đầy ấy nấy. Thật xin lỗi. Phủ Doãn Đại Nhân, tối qua các huynh đệ hơi bị nóng trong nên, vậy cũng tốt. Trời lạnh, cứ nóng lên cho ấm người. Lâm Bắc Phàm vừa chạy ra một chỗ xa xa vừa nói. Còn không mau lấy ra mà chiêu đại đạo soái vân Thư phủ doãn đại nhân. Bọn lính canh bèn mở nắp, mùi hôi thối sọc lên và tỏa khắp phòng giam. Dạ lai hương bịt mũi, trên mặt hắn ta là vẻ kinh hãi không thôi. Lâm Bắc phàm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả? Ta nói cho ngươi hay, ngươi đừng có mà làm bừa. Lúc này, Lâm Bắc phàm đã chạy xa, hắn nói. Dạ lai hương công tử, còn mới đó, nhân lúc nóng uống đi nhé. Dạ lai hương. Đậu má rào rào. Rào rào. Dạ hương tươi mới cứ thế được đổ vào bên trong phòng giam. Đạo soái dạ lai hương trốn hết chỗ nọ đến chỗ kia, còn dùng cả kình khí để đánh bay dạ hương từ khắp mọi nơi. Thế nhưng dạ hương không hề biến mất, chúng ở trên mặt đất, bám trên tường, bám trên trần nhà, chỗ nào cũng thấy. Bên trong phòng giam đó kinh tởm vô cùng, mùi hôi thối không thể ngửi nổi khiến dạ lai hương công tử mặt mày tái mét, đến mắt cũng trận trắng cả lên. Lâm Bắc Phàm, khụ khụ, ngươi là cái tên khốn khiếp. Ngươi không xong với ta đâu, khụ khụ. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Phàm đã ra gần đến cửa, hai tay hắn che kín mũi, đoạn bảo. Dạ Lai Hương công tử, hôm nay tâm trạng ngươi không tốt, thôi thì ngày mai ta lại đến thăm ngươi vậy. Ngươi tự bảo trọng nhé. Lâm Bắc Phàm. Đụ má ngươi nhé, phía sau đó toàn là những lời mắng chửi. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm lại tới hắn chưa bước vào bên trong phòng giam thôi đã phải ngừng bước chân bởi lẽ mùi trong đó đúng là quá khủng khiếp còn khiếp hơn cả ngày hôm qua lâm bắc phàm lập tức lấy hai tay che mũi lại hay lắm lên men luôn rồi bước vào phòng giam lâm bắc Phạm trông thấy đạo soái dạ lai hương mà sững sờ chỉ thấy hắn co rút vào một góc nhỏ sạch sẽ hai tay bịt chặt mũi sắc mặt vừa trắng vừa xanh đôi môi tím tái như trúng độc bên cạnh còn có một bãi nôn thấy Lâm Bắc Phàm tới, hai mắt hắn ta bừng bừng lửa giận. Dạ Lai Hương công tử, ngươi thế nào rồi? Lâm Bắc Phàm bịt mũi, hỏi. Dạ Lai Hương mở miệng ra là mắng. Ngươi còn không biết ngại mà hỏi. Đây chính là chuyện tốt mà ngươi làm đấy. Mẹ nó, lại là một tràng tiếng chửi. Lâm Bắc Phàm yên lặng, đoạn cho người đẩy một xe dạ hương nữa đến. Dạ Lai Hương công tử không còn mắng nổi nữa, mặt hắn ta tràn ngập vẻ kinh sợ. Lâm Bắc Phàm, ngươi đừng có mà làm loạn. Kẻ sĩ chỉ có thể giết chứ không thể sĩ nhục, ngươi mà còn như vậy là ta vả mặt ngươi bây giờ đấy, đổ vào cho ta. Lâm Bắc Phàm ra lệnh, sau đó thì trốn ra một phía thật xa. Rào rào. Rào rào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 475. Kiêu ngạo. Tải app để nghe trọn bộ cả phòng giam lại gặp tai ương, khắp nơi đều là phân, xanh vàng đủ cả. Mùi của chúng khiến dạ lai hương như muốn thăng thiên, mơ mơ màng màng. Đúng lúc ấy, hắn ta thất thủ, bị một chậu dạ hương dội trúng, ướt từ đầu đến chân. Dạ lai hương. Quẹ quẹ. Hắn ta lại nôn quẹ đến mức trắng cả mắt. Dạ lai hương công tử, ngày mai bản quan lại đến thăm ngươi nhé. Ngày thứ ba, Lâm Bắc Phạm tới tiếp hắn mang theo một cái mặt nạ chống độc tự chế và bước vào phòng giam, gặp được dạ Lai Hương. Lúc này dạ Lai Hương làm gì còn dáng vẻ phong lưu phóng khoáng như trước nữa. Cả người hắn ta nhem nhút bẩn thỉu, thối không thể ngửi nổi, sắc mặt tái xanh, môi tím ngắt, đôi mắt đen ngòm, không nhìn kỹ còn tưởng hắn ta là một cổ thi thể đã chết. Trong thấy Lâm Bắc Phàm bước vào, mắt hắn ta khẽ dịch chuyển chứ không có phản ứng nào khác. Rất rõ ràng, hắn ta đã không mắng nổi nữa, lười cả mắng. Lâm Bắc Phàm nhìn mà thấy hơi không nở. Ôi! Nói gì thì nói, dạ Lai Hương công tử cũng là một người sĩ diện, sao có thể đối xử với hắn ta như vậy nhỉ? Còn không mau thu dọn cho dạ Lai Hương công tử đi. Vân thưa Phủ Doãn Đại Nhân Đôi mắt tê dại của dạ Lai Hương ánh lên tia hy vọng. Không lâu sau, bọn lính canh khiêng mấy thùng nước vào. Lâm Bắc Phàm nhướng mày. Các ngươi mang nước qua đây làm gì? Đại nhân, không dùng nước thì thu dọn kiểu gì ạ? À? Cứ cho mồi lửa ấy, đổ một thùng dầu rồi đốt, tiện biết bao. Dạ Lai Hương, đậu má. Cuối cùng bọn lính canh lại khi một thùng dầu đến và đổ vào bên trong, sau đó thì châm lửa. Lúc này Dạ Lai Hương mới có phản ứng, hắn ta lão đảo đứng dậy, mùi hôi thối nồng hơn khiến hắn ta lại choáng váng. Lâm bắc Phàm mụ nội ngươi sau khi đốt xong lâm bắt phàm lại cho người khiêng một thùng dạ hương đến dạ lai hương công tử ngày thứ tư cũng như vậy đến ngày thứ năm lâm bắt phàm nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của đạo soái dạ lai hương hắn cười dạ lai hương công tử đã năm ngày trôi qua ngươi suy nghĩ thế nào rồi bản quan không có nhiều thời gian cho ngươi đâu dạ lai hương phẫn nộ quát nghĩ gì mà nghĩ Ngươi chả hỏi gì thì ta biết nghĩ thế nào. Lâm Bắc Phàm vỗ đầu. Ôi chao. Xin lỗi nhé, ta quên mất không nói. Hử. Dạ Lai Hương học máu. Nhìn đôi mắt như muốn giết người của Dạ Lai Hương, Lâm Bắc Phàm ho khan một tiếng rồi nói. Từ lúc Dạ Lai Hương công tử ra mắt hành nghề trọng cấp tới nay chưa từng thất thủ. Thực lực, khinh công và kỹ thuật trọng cấp của ngươi đều vô cùng xuất chúng, Đức Thiên Phủ ta cực kỳ cần một nhân tài giống như ngươi. Thế nên chỉ cần ngươi bằng làm làm thuộc hạ của ta, làm việc cho ta thì ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Dạ Lai Hương kinh ngạc. Ngươi muốn chiêu mộ ta ư, còn muốn ta làm việc cho ngươi. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cách nghiêm túc. Đúng vậy. Ha ha, ha ha ha, Dạ Lai Hương ông bụng cười. Ta là đạo soái Dạ Lai Hương lừng danh thiên hạ đấy. Ngươi lại muốn chiêu mộ ta, đúng là một suy nghĩ nghịch thiên mà đừng bảo ta đang nằm mơ đấy nhé ha ha vẻ mặt lâm bắc phàm lạnh lùng đừng cười nữa ngươi còn cười ta lại đổ thêm phân cho ngươi bây giờ dạ lai hương lập tức nghẹn họng khụ khụ hắn ta suy nghĩ một lát rồi bừng tỉnh ồ bản công tử hiểu rồi ngươi hiểu cái gì dạ lai hương cười một cách lạnh lùng theo lý mà nói thì triều đình các ngươi bắt một kẻ giặc như ta xong sẽ giết thật nhanh để diệt trừ hậu họa. Thế nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà các ngươi vẫn chưa ra tay, lại còn muốn chiêu mộ ta, rõ ràng là các ngươi có điều đáng ngờ. Các ngươi đã biết sau lưng ta còn có một vị sư phụ là Tông Sư đúng chứ? Lâm Bắc Phàm gật đầu thừa nhận. Không sai. Ha ha, triều đình các ngươi cũng có lúc sợ hãi. Dạ Lai Hương lại bật cười đầy đắc ý đó không phải là sợ, mà là kiên kỵ thì đúng hơn. Dẫu sao thì sức hủy hoại của tông sư cũng vô cùng lớn, triều đình chúng ta còn phải lo cho dân chúng nên không thể đi kết quán, gây chuyện thì phi. Thế nhưng nếu phiền phức kéo đến thì chúng ta cũng chẳng sợ đâu. Lâm Bắc Phàm ưỡn ngực dõng dạc nói. Triều đình đã kế thừa 300 năm, căn cơ vững chắc, trong tay sao có thể không có tông sư, người nói xem. Dạ Lai Hương lại cười đầy lạnh lùng, hắn ta đáp tông sư của các ngươi ít luyện tập, nói cho cùng thì cũng chỉ là một đám hổ già nuôi trong lòng mà thôi. Còn sư phụ của ta chính là một con mảnh hổ tranh đấu với trời đất, với tự nhiên. Mặc dù cùng là hổ nhưng có con mạnh, có con yếu. Nói một cách không khách sáo thì sư phụ ta thừa sức đấu với ba tông sư của các ngươi. Lâm Bắc Phàm hỏi. Ngươi nói thần thánh thế, rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai, đang ở đâu? Không nói cho ngươi dạ lai hương cũng ưỡn ngực, tự đắc nói. Sư phụ ta sống đã lâu, tên họ cụ thể ta cũng không biết, nhưng sư phụ giỏi dùng thương, người khác xưng sư phụ là thương thần. Cây thương của sư phụ như xuất thần nhập hóa, tràn ngập sát khí, có khả năng xé rách trời đất, đã từng có hai vị tông sư chết dưới nó. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Nghe có vẻ lợi hại thật. Trong thấy vẻ bình thản của Lâm Bắc Phàm, Dạ Lai Hương có hơi không vui, hắn ta không phục, nói: sư phụ ta không những lợi hại sẵn mà còn giỏi dạy dỗ đồ đệ. Trừ ta ra thì sư phụ còn dạy ba đồ đệ khác nữa, hiện giờ tất cả đều là tiên thiên hàng tứ phẩm. Bọn họ là, Lâm Bắc Phàm lại gật đầu một cách bình thản. Không tôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 476 Nếu không đồng ý thì đừng trách bản quan vô tình. Tải áp để nghe trọn bộ. Dạ Lai Hương thấy vậy bèn uy hiếp, nói không chừng sư phụ đã biết ta bị nhốt ở kinh thành đại võ và đang khởi hành đến đây để cứu ta còn có cả các sư huynh đệ của ta bọn họ sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu ha ha lâm bắc phàm bật cười ngươi nói như kiểu ta sợ lắm ấy tông sư thì ai mà chẳng có lâm bắc phàm trước khi ra tay với ngươi ta đã từng điều tra ngươi biết ngươi có một lão hòa thượng tông sư đang ở trong phủ của ngươi ngoài ra ngươi còn có hai người bạn là tông sư họ là kiếm tiên và đao thánh cơ mà vị lão hòa thượng là tông sư của ngươi kia mới lên cảnh giới tông sư chưa được bao lâu sao có thể là đối thủ của sư phụ ta được còn hai người bạn kia thì giờ không biết đã chạy đi chỗ nào rồi nước xa đâu cứu được lửa gần dạ lai hương mỉm cười đầy lạnh lùng thế nên ta chắc chắn sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá thật đắt trước khi ta phải trả giá thì ta phải khiến ngươi trả giá cái đã lâm bắc phàm mỉm cười dạ lai hương công tử ngươi nói xem nếu người khác biết được tình cảnh này của ngươi thì sẽ như thế nào dạ lai hương bỗng có một dự cảm chẳng lành ngươi muốn làm gì lâm bắt phàm bật cười đoạn bảo ta định mở thiên lao miễn phí cho mọi người cùng tới thăm xem đào soái lừng danh thiên hạ dạ lai hương công tử đây trông như thế nào có cuộc sống ngục tù ra sao nếu như trả tiền còn có cơ hội múc dạ hương cho dạ lai hương công tử thưởng thức như kiểu cho khỉ ăn ấy mua một tặng một, mua hai tặng ba, mua càng nhiều tặng càng nhiều. Lâm Bắc Phạm càng nói càng thấy hưng phấn. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Ta tin tới khi ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia, nhất là những kẻ có thù với công tử đây, thể nào họ cũng sẽ tích cực hưởng ứng. Mọi người không những được chơi vui vẻ mà còn giúp triều đình ta thu lợi, đúng là đẹp cả đôi đường mà. Dạ lai hương tức đến mức cả người run rẩy lòng dạ ngươi thật thâm hiểm lâm bắt phạm chắp tay cười nói cảm ơn đã khen ngoài ra ta còn định viết sách lưu truyền viết lại cảnh ngộ của ngươi thành một cuốn tiểu thuyết rồi truyền bá cho khắp thiên hạ để mọi người có cơ hội được biết đến ngươi đây cũng coi như là một kiểu tiếng xấu để đời nhỉ không cần biết sau này ngươi có ra ngoài được hay không có cơ hội trở thành tông sư hay không thì tiếng xấu này sẽ theo ngươi cả đời ha ha dạ lai hương tức đến phát điên ngươi không phải là người ngươi chẳng là cái thá gì hết sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy ngươi có còn nhân tính hay không ngươi có còn đạo đức hay không lâm bắt phàm hừ một tiếng đến tham quan ta cũng làm rồi ngươi thấy ta còn cần mấy thứ này sao chỉ cần ta không có đạo đức thì ngươi không bắt thóp được ta đâu dạ lai hương đậu má hơn nữa ngươi tưởng ta không đối phó được sư phụ của ngươi à Lâm Bắc Phàm cười. Sư phụ của ngươi có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tông sư mà thôi. Phải biết rằng trên tông sư còn có đại tông sư. Cho ngươi xem một thứ. Lâm Bắc Phàm lôi một thanh đao nhỏ ra rồi ném cho Dạ Lai Hương. Dạ Lai Hương chạm vào thanh đao nhỏ, hắn ta sững sờ, kinh ngạc không thôi. Bởi lẽ từ thanh đao nhỏ quá đổi bình thường này hắn ta có thể cảm nhận được một luồng chân ý võ đạo cực lớn chỉ tông sư mới có được luồng chân ý võ đạo như vậy, hắn ta đã từng thấy nó qua sư phụ mấy lần rồi. Thế nhưng chân ý võ đạo trên thanh đao nhỏ này còn mạnh hơn nhiều lần so với của sư phụ, nó có thể chém giết tất cả. Hơn nữa coi bộ chân ý võ đạo này mới được tích tụ từ tối hôm qua. Đúng lúc ấy, chân ý võ đạo trên thanh đao nhỏ bỗng chuyển động. Quỳnh Thanh đao nổ tung, bức tường sắt bên cạnh cũng xuất hiện một cái hố dạ lai hương kinh hải, giọng nói hắn ta run rẩy. Đây là chân ý võ đạo của Đại Tông Sư, Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Coi như ngươi còn có mắt nhìn. Ngươi có Tông Sư, chúng ta có Đại Tông Sư. Sự khác nhau giữa Đại Tông Sư và Tông Sư còn lớn hơn nhiều so với sự khác nhau giữa Tông Sư và Tiên Thiên. Sư phụ ngươi không tới còn may, tới rồi chắc chắn sẽ toi đời. Dạ Lai Hương cảm giác cả người lạnh toát. Dù không tới cũng không sao lâm bắc phàm cười hiện giờ ta đã biết thân phận và địa chỉ của sư phụ ngươi còn biết cả tình hình của sư huynh đệ của ngươi để diệt có tận gốc phòng ngừa hậu họa vị đại tông sư này của chúng ta không ngại phải đi một chuyến đâu dạ lai hương gào lên sao các ngươi lại ác độc như vậy sư phụ và sư huynh đệ của ta vô tội bọn họ vô tội thế chúng ta không vô tội à lâm bắc phàm nói phải biết rằng ban đầu chúng ta không hề đắc tội ngươi là ngươi tự tìm đến cửa đòi trộm bảo vật minh châu bảy màu của nước ta một tai họa đều từ ngươi mà ta để diệt có tận gốc chúng ta không thể không làm như vậy là một người trong giang hồ ngươi phải hiểu điều đó mới đúng vẻ kiêu ngạo của già dạ lai hương hoàn toàn bị đánh bại cả người hắn ta nghiêng ngã chỉ chực ngã giọng nói cũng trở nên yếu ớt hắn ta cầu xin ta sai thật rồi là ta đã liên lụy bọn họ. Cầu xin các ngươi, muốn ta làm gì thì các ngươi mới bỏ qua cho bọn họ. Vậy thì phải xem ngươi thế nào rồi. Lâm Bắc Phàm bật cười. Nếu ngươi cúi đầu nhận tội, gia nhập đức thiên phủ của ta, làm việc cho triều đình thì sau này chúng ta chính là người một nhà. Giữa người nhà với nhau thì làm gì có chuyện chém giết, ngươi nói coi có đúng không? Nếu không đồng ý thì đừng trách bản quan vô tình nhé. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 477 Bạn điều kiện Tải app để nghe trọn bộ Gương mặt dạ lai hương lộ vẻ do dự, song cuối cùng hắn ta vẫn thở dài một hơi đầy bất lực. Được, ta gia nhập đức thiên phủ. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Chúc mừng ngươi đã có một sự lựa chọn sáng suốt. Hắn lấy một tờ giấy bán thân ra rồi bảo đối phương ký tên, lăng dấu vân tay. Trên thực tế, với những cao thủ như hắn mà nói thì tờ giấy bán thân này chẳng có tác dụng gì, song nó lại có tác dụng ràng buộc nhất định. Nếu sau này đối phương có phản bội thì xét về mặt đạo đức, bản thân hắn sẽ chiếm thế thượng phong hơn, có quyền ra tay với đối phương. Dạ Lai Hương ký tên và lăn tay xong, hắn ta nói. Hiện giờ có thể thả ta ra ngoài rồi chứ? Lâm Bắc Phàm hiếp mắt cười, hắn thu lại giấy bán thân rồi bảo. Ngươi cứ đợi cái đã ta phải bẩm báo chuyện này với bệ hạ, được bệ hạ đồng ý thì mới thả ngươi ra ngoài được. Cơ mà chắc là không có vấn đề gì đâu. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm bẩm báo lại chuyện này cho nữ đế, nữ đế vui vô cùng. Ái Khanh, ngươi xử lý chuyện này rất được, tránh được một chuyện khó khăn rồi lại còn thu được một nhân tài. Có điều dạ lai hương kiêu ngạo không chịu khuất phục, ngươi phải canh chừng hắn ta, đừng để hắn ta làm loạn. Lâm Bắc Phàm chấp tay nói. Bệ hạ yên tâm, có thần đây thì hắn ta không dám làm loạn đâu. Sau khi được nữ đế đồng ý, Lâm Bắc Phàm bèn thả đạo soái Dạ Lai Hương ra. Việc đầu tiên Dạ Lai Hương làm sau khi ra khỏi Thiên Lao là Con mẹ nó Cuối cùng cũng không còn phải ở trong Thiên Lao hôi thối nữa rồi Lập tức chuẩn bị nước sạch cho ta, cả xà bông, hương liệu các thứ nữa Bản công tử phải tắm rửa cho hết xui xẻo Lâm Bắc Phàm phất tay ra hiệu cho hạ quan Còn không đi mau đi vân thư phủ doãn đại nhân. Nước sạch, xà bông hương liệu được chuẩn bị xong, dạ lai hương lập tức nhốt mình trong phòng. Đạo soái dạ lai hương được Đức Thiên Phủ thu nhận, tin tức này nhanh chóng được lan truyền đi khắp thành. Triều Đình đã thu phục được đạo soái dạ lai hương rồi ư? Tin tức này là thật hay giả thế? Sao dạ lai hương lại bị Triều Đình thu phục? Giả thế nào được? Cậu lớn của ta là tay sai trong đó, phụ trách giám sát thiên lao, là hắn truyền chuyện này ra ngoài đó nghe đâu phủ doãn đại nhân đích thân xuất mã sau một loạt thủ đoạn mới thu phục được dạ lai hương một người kiêu ngạo không chịu khuất phục như dạ lai hương mà cũng bị thu phục phủ doãn đại nhân tài giỏi thật đấy đúng là tài giỏi thật giỏi hơn cả ông trời rồi ai cũng phải kinh ngạc trước chuyện này thế nhưng không cần biết mọi người có tin hay không thì chuyện này cũng đã trở thành sự thật chỉ có thể nói một câu rằng phủ doãn đại nhân quá đỉnh tại đức thiên phủ lâm bắc phàm đang làm việc một quan sai có tướng mạo bình thường bước vào chắp tay cung kính nói khởi bẩm phủ doãn đại nhân đạo soái dạ lai hương đã thu dọn xong sắp sửa tới bái kiến đại nhân ạ à. lâm bắc phàm ngẩng đầu hắn chẳng biết phải nói gì dạ lai hương ngươi tính chơi đùa đến khi nào hả bỏ cái lớp ngụy trang của ngươi đi tên quan sai kia chấn kinh hắn ta buộc miệng sao ngươi biết được Lâm Bắc Phạm cười khẩy một tiếng. Dù người có ngụy trang giống đến mấy thì mỗi người cũng sẽ có thần thái riêng, đó là thứ độc nhất vô nhị. Người có thể mô phỏng rất giống, song hoàn toàn không thể giống 100% được. Thực ra hắn nhận biết được là nhờ tinh thần lực. Tinh thần lực của mỗi người là khác nhau, tinh thần lực khác nhau sẽ có từ trường khác nhau, nó độc nhất vô nhị như dấu vân tay vậy. Hắn đã học được đạo tâm chủng ma đại pháp là người hiểu biết về phương diện tinh thần lực nên liếc mắt cái là có thể nhận ra ngay. Quan sai kia bèn tháo bỏ lớp ngụy trang, quả nhiên hắn ta chính là đạo soái dạ lai hương. Lúc này, hắn ta lại mặc bạch y, cả người chỉnh tề từ đầu đến chân, không vương bụi trần. Trên tay hắn ta là một cây quạt gấp, trông vô cùng phong độ, anh Tuấn phi phàm. Không thể không nói, tướng mạo của hắn ta thực không tồi. Lợi hại khắp thiên hạ người có thể liếc mắt một cái là nhận ra ta trừ sư phụ ta ra thì cũng chỉ có ngươi bái phục dạ lai hương chắp tay đây cũng không phải chuyện gì khó lâm bắt phàm khẽ mỉm cười ngoài việc có thể nhận biết trên phương diện tinh thần ra thì còn có thể thông qua mùi hương trên người ngươi nữa trên người ngươi có mùi hôi cách mười dặm cũng ngửi thấy nữa là sắc mặt dạ lai hương lập tức sầm xuống hắn ta nghiến răng nghiến lợi bực bội nói đừng có nhắc đến chuyện đó nữa được không ngươi mà còn nhắc đến nữa là ta trở mặt đó lâm bắc phàm xua tay cười được rồi ta không nhắc nữa nói thế nào thì ngươi cũng là người của ta ngươi mất mặt thì ta cũng mất mặt theo thôi hừ ngươi biết vậy là tốt sắc mặt dạ lai hương lại khôi phục vẻ ban đầu hắn ta kéo ghế rồi ngồi xuống trước mặt lâm bắc phàm vừa phe phẩy quạt vừa hiếp mắt nhìn lâm bắc phàm nói Mặc dù bản công tử đã gia nhập Đức Thiên phủ, làm việc cho triều đình các ngươi, song dù sao thì bản công tử đây cũng là một con người có mặt mũi nên chúng ta phải có một vài điều khoản với nhau. Bằng không ta sẽ nghe tai này lọt tai kia, làm việc không tích cực, hậu quả thì các ngươi tự gánh. Ngươi nói đi xem nào." Sắc mặt Lâm Bắc Phạm vẫn rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 478. Cho ngươi một thứ đồ Tải áp để nghe trọn bộ. Thứ nhất. Dạ Lai like Hương giơ một ngón tay lên. Mặc dù bản công tử đã gia nhập Đức Thiên Phủ nhưng đừng có chuyện gì cũng tìm đến ta. Mấy chuyện lạc vặt thì các ngươi tự đi mà xử lý. Bản công tử chỉ phụ trách đại sự hoặc những chuyện khó khăn thôi. Lâm bắt Phàm gật đầu. Yêu cầu này hợp lý. Phải biết tận dụng, nếu để một đại đạo vang danh thiên hạ như ngươi đi làm mấy chuyện nhỏ nhặt thì ta cũng thấy lãng phí. ngươi biết là tốt. thứ hai, dạ lai hương giơ hai ngón tay lên nói, mặc dù ta đã gia nhập triều đình đại võ nhưng đừng ai hồng ra lệnh cho ta, dẫu có là đương kim hoàng đế cũng đừng hồng. không ai ra lệnh cho ngươi, chẳng lẽ lại phụng bồi ngươi như quan lớn hả? lâm bắc phàm bật cười, trường ngươi ra dạ lai hương nói bản công tử đã chết đi sống lại trong tay ngươi hai lần mặc dù sử dụng thủ đoạn đặc biệt nhưng đó cũng coi như là một loại bản lĩnh những người khác bản công tử không phục bản công tử chỉ phục ngươi thôi người khác tới cũng vô dụng lâm bắc phạm lại gật đầu được điều kiện này ta đồng ý thứ ba không được hạn chế tự do của ta dạ lai hương phe phẩy quạt đoạn lắc đầu nói bản công tử là tuyết người như gió, sống phóng khoáng tự do. Thế nên ngày thường nếu không có chuyện gì thì đừng quan tâm đến ta, bớt thêm phiền cho ta. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Được. Thứ tư, không được thiếu những đãi ngộ và quyền lợi đáng có. Dạ Lai Hương kiêu ngạo nói. Mặc dù bản công tử không vừa mắc thứ gì nhưng các ngươi bắt buộc phải có thành ý, đây cũng là cách tôn trọng ta cũng như công nhận năng lực của ta. Lâm Bắc Phàm gật đầu đây là điều nên làm không ngờ ngươi lại dễ nói chuyện như vậy ta không còn vấn đề gì nữa dạ lai hương mỉm cười ngươi hết rồi thì đến lượt ta lâm bắc phàm cũng cười nếu ngươi đã muốn đưa ra điều khoản thì ta cũng phải đưa ra ngươi nói đi xem nào bản công tử nghe đây dạ lai hương thông thả ngả người xuống thứ nhất không được phép ăn trộm nữa dạ lai hương bật dậy bản công tử là đạo soái dạ lai hương lừng danh thiên hạ đấy, ta lập nghiệp bằng nghề trộm, ngươi bảo ta không đi ăn trộm nữa thì khác gì đòi giết ta. Xin thứ lỗi ta không làm được. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, nói. Ý của ta là không được ăn trộm ở trong đại võ. Còn những nơi khác thì bản quan không quản được, cũng không quan tâm. Vậy còn được. Dạ Lai Hương lại ngồi trở lại. Thứ hai, không được ta cho phép, ngươi không được đi trêu đùa người khác dựa vào đâu chứ dạ lai hương không phục dịch dung ngụy trang là niềm vui thích của ta ngươi còn muốn quản cả cái này à lâm bắc phạm lắc đầu cái thuật dịch dung này của ngươi khủng khiếp quá người trong thiên hạ chẳng được mấy người có thể nhận ra nếu ngươi ngụy trang thành quan viên triều đình thậm chí là bệ hạ thì sẽ dẫn đến hậu quả khó có thể tưởng tượng đấy thế nên ta bắt buộc phải hạn chế cái thuật dịch dung này của ngươi. Ít nhất thì không được dịch dung trong khu vực quản lý của ta. Được rồi, được rồi, ngươi nói thế nào thì cứ thế ấy vậy. Dạ Lai Hương thấy mệt tim. Thứ ba, tuân thủ kỹ cương pháp luật cho ta. Lâm Bắc Phạm nói. Giờ ngươi đã là người của triều đình, đại diện cho mặt mũi triều đình nên không được làm mấy chuyện phạm pháp, biến triều đình thành trò cười. Được được được, tất cả đều theo ý ngươi dạ lai hương gật đầu ly lịa. Trong lòng hắn ta thầm cười, dù ta có làm thì ngươi làm gì được ta? Ngươi có thể nhìn chầm chầm ta mãi chắc. Thế nên với hắn ta mà nói thì những điều kiện này chẳng có sức trói buộc nào hết. Lâm Bắc Phàm nhìn ra tâm tư của hắn ta, hắn bèn cười. Đồng ý nhanh thế, đây đâu phải phong cách của ngươi, ngươi lại đang ấp ủ cái gì đó rồi đúng không? Đâu có. Chắc chắn không dạ lai hương ta chắc chắn không phải kẻ nói lời không giữ lấy lời. Sắc mặt hắn ta nghiêm túc vô cùng. Cho ngươi một thứ đồ. Lâm Bắc Phàm mỉm cười rồi rút một thanh đao nhỏ ra. Thanh đao nhỏ này rất thần kỳ, lúc đặt trên bàn nó chỉ về phía dạ lai hương như một cái la bàn. Dạ lai hương bị mũi đau chỉ thẳng vào, hắn ta cảm giác được hơi thở trí mạng, bèn kinh ngạc nói. Cái thứ gì đây? Chỉ là một thanh đao bình thường mà thôi, có điều nó đã được vị đại tông sư kia thêm chân ý võ đạo vào lâm bắc phàm giải thích tường tận thanh đao nhỏ trước kia ngươi chạm vào đã được vị đại tông sư ấy để lại ấn ký tinh thần nên nó và thanh đao này sẽ thu hút lẫn nhau vậy nên hiện giờ ngươi không thể ẩn mình được nữa không cần biết ngươi trốn đến đâu rồi ngươi sẽ bị thanh đao này tìm được và nó sẽ cho ngươi một cú trí mạng lâm bắc phàm cười tươi rói quy lực của thanh đao này tương đương với một chưởng của Đại Tông Sư. Trừ khi ngươi có năng lực có thể đối kháng với Đại Tông Sư ra, bằng không ngươi chỉ có thể toi mạng thôi. Dạ lai hương toát mồ hôi. Trên đời này lại có một thứ như vậy cơ à. Thanh đao này đúng là khắc tinh của hắn ta. Bất kể chạy bao xa, ngụy trang tốt cỡ nào, thực lực mạnh đến đâu cũng vô dụng trừ phi hắn ta sở hữu thực lực có thể sánh ngang với đại tông sư như lâm bắc phạm nói thì mới có thể thoát khỏi sự truy sát của thanh đao này thế nhưng muốn có thực lực như vậy thì ít nhất phải luyện đến tông sư luyện đến tông sư thì biết phải đợi đến ngày tháng năm nào đừng thấy hiện giờ hắn ta đang là tiên thiên tứ phẩm cách tông sư chỉ còn một bước song một bước này chẳng khác gì rảnh trời đâu có bước qua một cách dễ dàng cho được nếu dễ thật thì hiện giờ đã đầy tông sư rồi hơn nữa tu luyện đến tông sư cũng chưa chắc đã bảo toàn được mạng sống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 479 Đúng là không biết điều. Tải áp để nghe trọn bộ. Cuối cùng thì dạ Lai Hương cũng ngoan ngoãn, hắn ta nói. Phủ Doãn Đại Nhân, ta đã gia nhập Đức Thiên Phủ rồi thì chắc chắn sẽ tuân theo kỹ cương, pháp luật, tuyệt đối không làm mấy chuyện phạm pháp đâu. Ngươi biết vậy là tốt lâm bắc phàm cất thanh đao đi hắn chỉ bỏ vào túi một cách tùy ý dạ lai hương trông vậy mà run rẩy phủ doãn đại nhân ngươi cẩn thận chút có được không nếu thanh đao này mà khởi động thì sẽ chết người đấy mà người chết chắc chắn không phải là ngươi mà là ta bỗng chốc dạ lai hương phát hiện hắn ta vẫn còn một nhiệm vụ đó chính là bảo vệ lâm bắc phàm bằng không nếu hắn toi đời thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cứ nghĩ đến đây là hắn ta lại thấy cuộc đời vô vọng, cực kỳ đau lòng. Hắn ta đường đường là một đạo soái, một nam tử tự do như gió, một đại đạo trêu đùa cả thiên hạ bằng thực lực của mình, kết quả lại rơi vào tay lâm bắc phàm, bị hắn tính kế đến chết. Dạ Lai Hương thấy hối hận vô cùng, biết vậy hắn ta đã không tới Đức Thiên Phủ. À đúng rồi, giờ chúng ta phải bàn chuyện chính thôi. Chuyện chính gì? Dạ Lai Hương mất hết cả hứng chuyện liên quan đến mạng sống của ngươi đấy lâm bắc phàm nghiêm túc nói hồi đầu các quan văn võ trong triều đều muốn giết ngươi là ta cố gắng bôn ba trước sau mới giữ lại được cái mạng này cho ngươi nói một cách khác ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi dạ lai hương chấn kinh ngươi cứu ta ư từ lâm bắc phàm ra sức gật đầu trong gương mặt rất nghiêm túc của lâm bắc phàm không biết vì sao dạ lai hương lại thấy đáng tin đúng thật là ngươi sao? Hắn ta hỏi lại lần nữa. Đương nhiên là ta rồi. Ngươi thấy trong tất cả quan văn quan võ trong triều thì ai sẽ cứu ngươi? Lâm Bắc Phàm dõng dạc nói. Dạ Lai Hương nghĩ ngợi một hồi, hắn ta phát hiện mình chẳng có quan viên trong triều nào có thể mở lời giúp hắn ta, duy chỉ có Lâm Bắc Phàm. Dạ Lai Hương nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt phức tạp. Phủ Doãn Đại Nhân, tại sao ngươi lại cứu ta? Lâm Bắc Phạm vừa lắc đầu vừa cười. Làm gì có nhiều tại sao đến thế? Thì bởi thấy ngươi còn trẻ tuổi, thực lực lại mạnh, kỹ thuật trộm cấp kinh người, có một tương lai rộng mở. Nếu ngươi chết thì, ôi, dạ lai hương bỗng cảm nhận được hơi ấm. Hắn ta bỗng phát hiện người trước mắt mình không còn đáng ghét nữa. Lâm Bắc Phạm nói tiếp. Bảo vật trộm được không biết giấu đi đâu, lợi cho tên nào không biết. Đúng là quá đáng tiếc ngươi nói xem có phải hay không dạ lai hương đậu má suy cho cùng thì cũng là bởi báu vật trong tay hắn ta người này đúng là một tên đáng ghét hơn nữa còn là kiểu cực kỳ đáng ghét dạ lai hương quát ngươi đúng là đồ thích bắt chẹt người khác lâm bắc phạm vừa cười vừa phất tay đừng có nói mấy lời khó nghe vậy chứ ta đã cứu ngươi một mạng chẳng lẽ ngươi không báo đáp lẽ nào ngươi là một đạo soái mà lại vong ơn phụ nghĩa ư đương nhiên không rồi mặc dù bản công tử là một tên trộm nhưng vẫn hiểu đạo nghĩa giang hồ ân oán rõ ràng có thù tất báo có ơn tất trả dạ lai hương kiêu ngạo nói nếu ngươi đã có ơn cứu mạng ta thì ta báo đáp ngươi là điều đương nhiên ngươi nói đi ngươi muốn gì ta muốn cũng không nhiều đâu chỉ vài món báu vật thôi lâm bắc phàm mỉm cười nói ra xem nào. Dạ lai hương phất quạt. Lâm Bắc Phạm bảo. Ta muốn bạch ngọc mỹ nhân, kim thiền Phật Châu, gỗ kỳ lân ngàn năm, hắn nói liên tiếp mấy món báu vật. Dạ lai hương nghe xong mà đau tim vô cùng. Ngươi cũng có mắt nhìn quá đấy. Mấy thứ này có giá trị rất cao trong đống báu vật của ta. Có điều ngươi là người có ơn cứu mạng đối với ta nên ta sẽ tặng chúng cho ngươi. Lâm Bắc Phạm giơ ngón tay cái, cười nói. Đúng là đạo soái có khác, ra tay thật hào phóng. Dạ Lai Hương đắc ý phe phẩy quạt. Đó là điều đương nhiên. Cơ mà ta còn muốn Đại Kim Phật Thủ, Tử Ngọc Trân Châu, Vô Hạ Mỹ Bích, Lâm Bắc Phạm lại kể tên mấy món báu vật nữa. Dạ Lai Hương nhảy dựng lên. Hay thật. Mấy món báu vật này dù không xếp hạng đầu trong mắt ta nhưng cũng là những thứ quý hiếm, vậy mà ngươi lại nhìn trúng tụi nó. Cơ mà. Dù vậy ta vẫn sẽ tặng cho ngươi. Cảm ơn đạo soái. Có điều, ta còn muốn Hải Tâm Thạch, Hồng Nhật San Hô, Gỗ Phượng Hoàng Ngô Đồng, Lâm Bắc Phạm tiếp tục đọc. Dạ Lai Hương bật dậy. Không được. Tuyệt đối không được. Lâm Bắc Phạm bất mãn. Sao lại không được? Chỉ là vài món đồ thôi mà, có cần phải kích động như vậy không? Dạ Lai Hương dậm chân. Gì mà vài món đồ ngươi đòi hết rồi còn gì đây là những bảo vật mà ta vất vả trọng được trong hai năm nay vậy mà ngươi lại đòi hết ta tung hoành giang hồ bao nhiêu năm chưa từng thấy ai tham như ngươi đâu thì người ta thường hay bảo ăn cám trả vàng mà ta cứu ngươi một mạng chẳng lẽ ngươi không báo đáp ta hết mức có thể được sao lẽ nào mạng sống của một đạo soái như ngươi lại không đáng với chỗ tiền đó sao lâm bắc phàm nói một cách hùng hồn dạ lai hương quát đương nhiên là mạng của ta đáng tiền nhưng ngươi phải để lại cho ta một ít chứ để lại cái gì mấy thứ đồ này cũng đâu phải của ngươi toàn là ngươi đi ăn trộm cơ mà ngày nào ngươi cũng ở cùng mấy thứ đồ đó lẽ nào ngươi không thấy tội ác nặng nề à ta muốn những thứ đồ mà ngươi trộm thực ra là đang giúp ngươi xóa tội đấy ngươi đã không hiểu cho lại còn mắng ta đúng là không hiểu lòng người bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 480. Bị lột sạch. Tải áp để nghe trọn bộ. Lâm Bắc Phàm tức đến phát trung, dạ Lai Hương cũng vậy. Rõ ràng ngươi muốn cướp đồ của ta mà còn làm ra vẻ đạo mạo. Đúng là mồm miệng của kẻ làm quan, nói cái gì cũng được. Thật không biết xấu hổ. Mặc dù ta là một tên trộm nhưng để kiếm tiền nuôi thân, ta cũng phải cực khổ vất vả, phải xông pha mạo hiểm đấy chứ. Ấy vậy mà ngươi. Một kẻ ngồi không chẳng làm gì, mở miệng ra cái là đòi hết toàn bộ công lao thành quả của ta. Ngươi còn trộm hơn cả trộm. Ngươi đừng hồng, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Dạ lai hương gào lên một cách phẫn nộ. Lâm Bắc Phạm lại rút thanh đao nhỏ ra, vỗ một cái lên bàn. Ban nãy ngươi nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem nào. Dạ lai hương hét lên. Ngươi tưởng lôi nó ra là uy hiếp được ta sao? Ta cho ngươi hay, tiền hết thì còn kiếm lại được nhưng mạng thì không đâu. Ngươi cứ đợi đấy cho ta, mấy thứ đồ này sẽ nhanh chóng được đưa đến phủ của ngươi, nhớ để ý mà nhận. Coi như ngươi có khí phách. Lâm Bất Phàm cất thanh đao đi. Dạ Lai Hương mỉm cười một cách lạnh lùng. Đó là điều đương nhiên. Ta đã lặng lội trong giang hồ bao nhiêu năm nay, sở dĩ có thể sống được đến giờ là nhờ vào phần khí phách này đấy. Không có khí phách thì đã chết từ lâu rồi. Lâm Bắc Phạm tán thành. Nói phải lắm. Cứ thế vài ngày trôi qua, Dạ Lai Hương đã đem 17 món bảo vật hắn ta trộm được tới phủ của Lâm Bắc Phạm. Đồ đã mang tới cho ngươi, từ nay về sau chúng ta coi như sòng phẳng. Đa tạ đạo soái, ha ha. Lâm Bắc Phạm nhìn 17 món bảo vật, trong hắn hớn ha hớn hở, cười đến mức chẳng thấy mắt đâu. Sở dĩ hắn cứu Dạ Lai Hương ra phần lớn là bởi điều này cộng 17 món đồ này lại ít nhất cũng phải được 2.000 vạn lượng bạc. Một món tiền lớn như vậy, hắn vui quá đi thôi. Vui xong, Lâm Bắc Phàm lại mỉm cười với người ở bên cạnh. Bạch Quan Âm, đóng báu vật này ngươi cầm đi đi. Bạch Quan Âm đáp. Ngươi không muốn giữ lại hả, chúng nó rất có giá trị mà. Giữ lại làm gì chứ? Lâm Bắc Phàm mỉm cười, hắn phất tay. Nói thật, đối với ta thì mấy món đồ này cũng chỉ vậy thôi còn không đáng tiền bằng một bữa cơm một vò rượu ta đã từng sở hữu biết thế nào là đủ không cầu mong thiên trường địa cửu ngươi đem đi làm chuyện gì đó có ý nghĩa đi biết là ngươi có lòng cơ mà không cần đâu bạch quang âm lắc đầu lâm Bắc phàm sững sờ sao lại không cần chẳng lẽ các ngươi không thiếu tiền sao thiếu chúng ta rất thiếu nhưng những thứ đồ này thực sự khó mà tiêu thụ được. Vẻ mặt của Bạch Quan Âm hiện vẻ băn khoăn. Lâm Bắc Phàm. Cuối cùng Bạch Quan Âm chỉ lấy chút vàng bạc và để mấy món bảo vật lại. Do trong phủ cũng nhiều bảo vật nên thường thu hút vài người nữ tới tham quan. Ôi chao. Bạch Ngọc Mỹ Nhân này được khắc đẹp ghê, rất động lòng người, trông như một nữ tử đang nằm ngủ vậy. Cả Kim Thiền Phật Châu này nữa, lòng lanh trong suốt, trong Phật Châu còn có kim thiền, mỗi một hạt đều mang đầy tính Phật. Hải tâm thạch này đẹp quá, đeo lên cổ cũng rất đẹp. Còn cả gỗ ngô đồng này nữa, nghe đầu có thể dùng để chế tạo thần binh lợi khí đấy. Tiểu quận chúa vừa xem vừa hưng phấn nói. Cuối cùng nàng quay đầu hỏi. Lâm Bắc Phàm mấy món đồ này ngươi lại tham ô được từ đâu thế? Gì mà tham? Đây là quà đáp lễ đạo soái dạ lai hương tặng ta, do hắn ta bị lòng chính nghĩa của ta cảm hóa đó lâm bắc phàm vừa nhéo mặt tiểu quận chúa vừa nói tiểu quận chúa vỗ cái tay hư hỏng của hắn ta vớ vẩn ngươi đến lương tâm còn chẳng có sao có thể có lòng chính nghĩa được lâm bắc phàm mọi người bèn bật cười ha ha ta thấy chắc chắn là ngươi lại chôm được ở đâu rồi tiểu quận chúa châu mày Năm cực kỳ đáng yêu lâm bắc phàm tức giận tiểu quận chúa, quận chúa còn vậy là ta trở mặt đấy. Tiểu quận chúa chống nạnh, lớn giọng đáp. Ngươi trở mặt thử cho ta xem nào. Lâm Bắc Phàm nhìn chầm chầm vào tiểu quận chúa, nàng lập tức hoang mang. Ngươi làm gì thế hả? Lâm Bắc Phàm lạnh lùng nói. Ta đang trở mặt, không nhìn rõ hả? Tiểu quận chúa chớp mắt. Có hả, đâu có thấy đâu. Lâm Bắc Phàm. Không thấy là điều bình thường, bởi lẽ ta trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Tiểu quận chúa. Đậu má. Mọi người lại được phen cười ầm lên. Lúc bấy giờ, dạ lai hương đã rời khỏi lâm phủ. Thế nhưng càng nghĩ hắn ta lại càng bực. 17 món bảo vật, hắn ta đã tốn thời gian 2 năm mới vất vả kiếm được chúng. Ấy vậy mà chỉ trong mấy ngày chúng đã bị lâm bắt phàm đoạt mất, điều này khiến hắn ta sầu đến mức thổ huyết, tức đến mức muốn giết người lâm bắt phàm đáng chết ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thù này không báo thì ta không phải người hắn ta lập tức hạ quyết tâm lúc bấy giờ hắn ta để ý ở cách đó không xa có một tên móc túi đang chen vào đám người giơ tay chuẩn bị thó đồ trong túi của một người phụ nữ hành vi này khiến hắn ta thấy vô liêm sĩ vô cùng mặc dù hắn ta cũng là trộm nhưng hắn ta biết đạo nghĩa giang hồ trước nay chỉ trộm của người giàu và những kẻ có quyền có thế mà thôi tuyệt đối không bắt nạt dân lành dạ lai hương bèn hét lên dừng tay thân người hắn ta thấp thoáng và xuất hiện bên cạnh tên móc túi kia bắt lấy cái tay đang thành nghệ của hắn ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio